Camera hành trình trên một chiếc xe cảnh sát đã vô tình ghi lại khoảnh khắc hai chiếc máy bay chở khách suýt va chạm nhau trên bầu trời ở gần khu vực sân bay quốc tế Syracuse Hancock, New York, Mỹ hôm 8 tháng 7. Theo truyền thông địa phương, một máy bay của hãng hàng không Delta Connection chở theo 80 người đang lao vút lên bầu trời tại sân bay Syracuse Hancock thì gặp một chiếc máy bay khác của American Eagle đang trong hành trình hạ cánh xuống đường băng. Đoạn video ghi lại cho thấy hai máy bay băng qua nhau và chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn. Theo điều tra sơ bộ, vụ việc xảy ra ngay trước buổi trưa, hai máy bay cách nhau khoảng 200m theo chiều dọc. Hiện cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã phải mở một cuộc điều tra. Sự cố thất tim trên xảy ra sau khi một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Southwest Airlines từ Portland bay tới Baltimore định cất cánh trước khi được phép hồi cuối tháng 6. Mặc dù không ai bị thương, nhưng vụ việc này đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Bài viết đáng chú ý tiếp theo được đăng tải trên báo điện tử Dân Trí có nhan đề hiểm họa chết người từ việc dừng xe trên đường cao tốc. Mới đây, vào ngày 11 tháng 7, một chiếc xe khách 9 chỗ hoán cải từ xe 16 chỗ chạy trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, chiều đi Hải Phòng. Khi tới thị trấn Gia Lộc, Hải Dương thì đâm vào đuôi xe bán tải. Hai xe dừng lại ở làn ngoài cùng bên trái, nơi có giới hạn tốc độ tối đa lên tới 120 km/h. Trong lúc hai tài xế xuống đường để giải quyết va chạm thì một xe ô tô 7 chỗ đang chạy tốc độ cao đã đâm vào hông xe khách, xoay ngang đường. Và hậu quả là một tài xế và một hành khách tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương, được đi cấp cứu tại bệnh viện. Và vụ tai nạn liên hoàn này một lần nữa đã cho thấy mức độ nguy hiểm của việc dừng xe trên đường cao tốc. Đặc biệt ở làn ngoài cùng bên trái, các phương tiện thường di chuyển với tốc độ tối đa, tức là khoảng 120 km/h, nên tài xế chỉ lơ là mất tập trung trong tích tắc hoặc không giữ khoảng cách đủ an toàn với xe phía trước để kịp quan sát và xử lý tình huống là có thể xảy ra tai nạn liên hoàn. Và do đó, nếu không may xảy ra sự cố trên đường cao tốc thì tài xế cần lập tức phải bật đèn khẩn cấp, tức là nút bấm hình tam giác màu đỏ trên xe, đặt vật cảnh báo nguy hiểm để thu hút sự chú ý của các tài xế khác, đồng thời khẩn trương tìm cách di chuyển xe vào làn dừng khẩn cấp và thậm chí là phải dùng sức để đẩy xe. Tiếp theo, mời quý vị cùng đón đọc một bài viết trên báo VN Express với nhan đề chủ trọ cấp tập lắp thiết bị phòng cháy chữa cháy. Sau thông tin sẽ bị dừng hoạt động nếu không có giải pháp phòng cháy chữa cháy, nhiều chủ trọ ở Hà Nội đã chi vài chục triệu đồng để lắp lối thoát nạn và các thiết bị phòng cháy. Một tuần qua, anh Nguyễn Công Duy, chủ nhà trọ ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, đã chạy đôn chạy đáo để lo việc hoàn thiện các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Sau khi kiểm tra ngôi nhà 7 tầng với diện tích sàn là 50m² của anh vào giữa tháng 6, nhà chức trách yêu cầu lắp lối thoát nạn thứ hai, thang thoát hiểm và cửa ngăn cháy lan từ khu vực để xe lên tầng. Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân hồi tháng 9 năm 2023, làm 56 người chết và vụ cháy ở quận Cầu Giấy vào tháng 5 năm 2024 khiến 14 người chết, thì thành phố đang trong đợt kiểm tra rất là gắt gao và rà soát phòng cháy chữa cháy. Trên cả nước, thì Thủ tướng mới đây đã có công điện yêu cầu là sau ngày 30 tháng 3 năm 2025, chung cư mini và các nhà ở riêng kết hợp với sản xuất cho thuê trọ, nếu không thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy thì sẽ bị dừng hoạt động. Và đây chính là lý do để các chủ trọ đang rút ráo hoàn thiện công việc của mình. Khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay là một bài viết được đăng tải trên báo điện tử VN Express có nhan đề vì sao tiêm vaccine vẫn nguy cơ mắc bệnh bạch hầu. Mới đây, Bộ Y tế cho biết hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta. Người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. Thực tế, từ đầu năm thì cả nước đã ghi nhận 5 ca bạch hầu, trong đó một trường hợp tử vong. Mới đây nhất, nữ sinh 18 tuổi ở Nghệ An tử vong vào ngày 5 tháng 7. Một người bạn từng ở chung phòng nữ sinh này, sau đó về Bắc Giang sinh hoạt, hiện nay cũng dương tính và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Một người khác tiếp xúc gần với nữ sinh Bắc Giang cũng vừa có kết quả dương tính với bệnh. Tuy nhiên, liên quan tới vấn đề này, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng cho biết, người dân thường có quan niệm sai lầm là tiêm vaccine xong thì sẽ không mắc bệnh. Thực tế, hiệu lực của vaccine không thể bảo vệ tuyệt đối 100%, trung bình chỉ 90-95% tùy loại. Đặc biệt, miễn dịch do tiêm vaccine sẽ giảm dần kèm theo cơ địa và tình trạng sức khỏe của từng người. Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm Bệnh viện Melatech cho biết, bản chất việc tiêm vaccine vẫn mắc bệnh là do tiêm không đầy đủ các mũi.
Theo đó, lịch tiêm chủng của bệnh bạch hầu là trích 3 mũi cơ bản từ 6 đến 12 tháng, nhắc 3 mũi tiếp theo ở thời điểm từ 12 đến 23 tháng, từ 4 đến 7 tuổi và từ 5 đến 13 tuổi. Trong phần tiếp theo của chương trình, phản ứng trái chiều trước đám cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ Ambani. Kỷ lục băng qua eo biển trên dây thăng bằng dài nhất thế giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi thời lượng dành cho chuyên mục Y tế trong ngày. Thưa quý vị, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân bị hoại tử ngực sau tiêm filler. Bệnh nhân 31 tuổi nhập viện trong tình trạng áp xe vú hai bên do tiêm filler ngực. Bệnh nhân cho biết sau khi đọc quảng cáo của một thẩm mỹ viện về phương pháp tiêm filler nâng ngực nhanh chóng, hiệu quả, nên đã đến tiêm filler tại vùng ngực. Sau tiêm, người bệnh thấy nổi các khối lổn nhổn trong ngực và thường xuyên thấy sưng đau. Tuy nhiên, bệnh nhân không đi thăm khám. 3 năm sau, khi đi tầm soát ung thư, các bác sĩ nói có các khối filler đọng trong ngực bệnh nhân giống như các khối u filler. Bệnh nhân sau đó tìm lại tới thẩm mỹ viện trên để hút filler. Sau can thiệp, chị có biểu hiện đau tức, sốt cao, dùng kháng sinh không đỡ. Lúc này vì quá đau đớn và lo sợ, chị mới tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thăm khám. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, người bệnh đến viện trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc, có nhiều khối u cục kích thước to nhỏ khác nhau ở toàn bộ tuyến vú hai bên. Kết quả chụp chiếu còn cho thấy có nhiều khối có hình dạng như các cục u filler tạo thành nhiều lớp, rải rác khắp ngực cả trong tuyến vú và nguy hiểm hơn là rất nhiều vị trí trong cơ ngực lớn. Người bệnh được chẩn đoán là áp xe ngực với các khối u filler khắp nơi nguy cơ cao do tiêm filler nâng ngực và chọc hút filler làm cho vi khuẩn ở bên ngoài đưa vào cơ thể. Lúc này, bệnh nhân có biểu hiện sốt rét run, báo hiệu các khối áp xe này sắp có nguy cơ vỡ, nếu vào phổi sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật nội soi, lấy chất làm đầy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 6 tiếng. Hiện tại, tình trạng người bệnh ổn định, không sốt, đang được chăm sóc và phục hồi tại khoa để tiếp tục theo dõi các nguy cơ biến chứng. Bệnh viện Da Liễu Trung ương vừa ghi nhận về trường hợp ung thư hắc tố đặc biệt. Bệnh nhân này có vết đen lạ ở gót chân, tuy nhiên không đi thăm khám. Thời gian gần đây, tại vết đen xuất hiện tình trạng ổ loét chảy dịch, thì bệnh nhân mới đến bệnh viện khám và được chẩn đoán là mắc ung thư tế bào hắc tố ở da. Bệnh nhân cho biết tổn thương màu đen ở gót chân này xuất hiện 10 năm trước. Theo thời gian, tổn thương màu đen tăng dần về kích thước. Khoảng một năm nay phát triển nhanh, có loét. Bệnh nhân mất cả năm trời đi khám, cắt lọc, khâu nhiều lần nhưng không khỏi. Khi đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị ung thư tế bào hắc tố ở da. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ khối ung thư và làm xét nghiệm mô bệnh học nhằm xác định chính xác mức độ xâm lấn, giai đoạn bệnh, từ đó sẽ có kế hoạch điều trị kịp thời, phù hợp với giai đoạn bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng cho biết, ung thư tế bào hắc tố là một trong những loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa. Tuy bệnh rất ác tính với tỷ lệ di căn cao, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ thì cho kết quả tốt, tỷ lệ sống 5 năm rất cao. Dấu hiệu nhận biết ung thư tế bào hắc tố là các tổn thương màu đen với kích thước trên 6mm, tiến triển về kích thước, không đồng nhất về màu sắc, bất kỳ vị trí nào trên da và niêm mạc. Tuy nhiên, với người Việt Nam, vết đen thường xuất hiện ở các vị trí đầu cực như bàn, ngón tay chân. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy các dấu hiệu nốt đen trên da, dù không gây đau đớn, khó chịu, cũng cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán, phát hiện, điều trị ung thư tế bào hắc tố nếu có.